Xin chào quý khán giả cùng đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Món bò nướng mỡ chài, ốc xào sốt chanh dây, món súp tôm chua cay kiểu Thái. Mười điểm vậy, tuyệt vời luôn. Em thấy là nó hòa quyện giữa mỡ chài nè, giữa thịt bò nè. Cái sốt chanh dây á, nó hơi béo béo, chua chua, ngọt ngọt mà cũng chút mặn mặn nữa. Nước súp thì chua chua, cay cay, nhưng cũng không quá cay, rất là vừa ăn. Đón xem Món Ngon Cuối Tuần vào lúc 11:50 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.